Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà ở quận Bình Tân xây mới rất đẹp. Ở đây ha các anh chị. Thì căn nhà này đang trong quá trình hoàn thiện các anh chị. Nói chung là cũng được gần 90% rồi nha. Và trong thời gian sắp tới thì nhà sẽ hoàn thiện và đẹp lung linh ngay. Thì căn nhà này nằm trong hẻm đường Tân Hòa Đông thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Con hẻm trước nhà đây các anh chị, đó cũng 4 mét ha, và xe hơi ra vào được. Đó, hướng bên trong này. Thì căn nhà này có diện tích là ngang 4 mét, dài là 16 mét ha. Xây mới một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng. Và căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán là 6 tỷ rưỡi nha, và còn thương lượng. Đó, thì trong một vài ngày sắp tới, khi nhà hoàn thiện thì Sơn sẽ quay video review chi tiết cho các anh chị xem nha. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để xem được video mới nhất ha. Đó, còn video này Sơn chỉ giới thiệu thông tin cho các anh chị thôi. Thì nếu anh chị nào quan tâm á, thì có thể liên hệ với Sơn để đi xem trước. Và cũng có thể đặt mua trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Đó. Ok ha các anh chị. Một căn nhà xây mới rất đẹp nha. Vài ngày tới thì nhà sẽ lung linh ngay. Hẻm trước nhà này có xe hơi vào được luôn nha. Đó, anh chị quan tâm thì gọi cho ngay cho Sơn nha. Số điện thoại là 0915 987 168. Nhà mới xây rất đẹp nha các anh chị. Trụ hồng riêng luôn ha, hoàn công đầy đủ nha. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.